Hello cả nhà, hôm nay Ngân sẽ go over hết tất cả các loại móng thông dụng mình đang xài cho mấy anh chị biết được là có bao nhiêu loại móng mà có thể giúp mình làm việc dễ hơn, để cho mình mua cho đúng loại. Tại vì có nhiều anh chị mua về nhưng mà lại nói nó dài quá, hoặc là nó ngắn quá, hoặc là sao nó không phải là coffin. Thì ở đây Ngân đang có là 1, 2, 3, 4, 5, 6 và thêm một cái loại nữa, đó là móng coffin natural. Thì mình không có ở đây, cho nên nó có tới 7 loại lận. Bây giờ em sẽ đi trước cái loại đầu tiên. Cái loại này là cái loại mà Ngân xài nhiều nhất, nhưng mà sau này móng của khách của Ngân họ xài dài hơn nữa, cho nên là mình cũng bớt xài cái loại này lại trong tiệm á. Tại vì khách bình thường thì họ xài loại này rất là nhiều mấy anh chị. Khách của em thì một số đứa nó đeo con chim, nó đeo dài kinh dị quá, cho nên là mình xài cái này là mình cũng phải xài thêm gấp đôi. Rồi, đây là cái móng nó gọi là Special Tip Clear. Móng nhọn, cái móng này là mấy anh chị xài rất là dễ gắn nè. Cái chất liệu của công ty mình nè, nó mềm, nó mềm, nó trong, nó dễ gắn. Và đó, mấy anh chị thấy nó mềm lắm. Nhưng mà nó mềm, nó dai chứ không phải nó mềm mà nó bị bở nha. Và khi mà mình gắn, mình có thể làm ở đây thì chắc có thể làm gắn lên cái ngón này đó. Mình làm nhọn cũng được, hoặc là mình làm coffin cũng được. Mình chỉ cần chấm một cái giọt glue nhỏ chính giữa vậy thôi là gắn nó sẽ ăn liền. Tại cái glue one second glue mà em xài nó ăn cứng ngắc. Để lên giựt ra ăn cái là mấy anh chị thấy nó cứng ngắc đúng không? Cái one second glue của mình với cái móng này nó work so well. Đây là cái loại móng đầu tiên và mình có hai màu, đó là màu clear. Màu clear là màu em xài nhiều hơn màu natural. Tại vì sau này mình hay làm những cái design mà nó see through, hoặc là nhem mấy cái design mà muốn clear, hoặc là làm viết leader đó, thì em xài sang cái loại này rất là nhiều. Rồi trong cái loại này á, thì nó có màu clear và cái đây là cái màu natural nè. Cái móng nhỏ mình cần tới cái móng số 7 đi. Một bịch như vậy, cái móng nhọn này gọi là special tip pointy, thì nó có cái size của mình là từ 0 cho tới 9, có nghĩa là 10 số nha mấy anh chị. Có người nói không, có một số anh chị không thấy số 10 thì nói ủa tại sao nói 10 số mà chỉ có 0 cho tới 9. Thì mình cứ đếm là 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 là nó cũng là 10 số. Cái số 9 của nó là cái số mình gắn rất là vừa cho ngón út. Rồi đây là số là một cái móng khác mà màu natural, cùng một kiểu, một dạng móng của nó luôn. Nó tên là Special Tip Pointy. Đây là cái tên của nó nè, anh chị nhớ cái tên của nó, pointy clear, đó là cái móng nhọn. Và khi mà mình muốn coffin thì mình cứ việc cắt ngang thôi là nó đã thành coffin rồi, chứ nó sẽ rất là dễ cho mình xài. Rồi ở đây thì em có thể em cắt ngang để thành coffin. Độ cắt của mình bị đâu mất rồi, mới vừa xài ở đây luôn á. Ok, em có thể em ví dụ vậy đi cho nó dễ. Mình lấy kề mình cắt ngang cái. Rồi đó, nó đã thành coffin ngắn rồi, anh chị thấy không? Đó, đây là một dạng móng nha. Một bịch này của nó chỉ có 5 đồng 95 cho một bịch thôi. Và trong một bịch này là mỗi size là 50 móng. Và nó có cho mình là 10 size, mỗi size 50 móng, 5 đồng 95 thôi. Quá là rẻ phải không? Rồi kế tiếp là mình sẽ có cái móng nó gọi là Special Tip Short Pointy Short. Cái này là Pointy Long, còn cái này là Pointy Short. Khi đối với móng Pointy Short á, thì mình xài nó ngắn ha. Trong các cái size này thì nó thông dụng trong tiệm nail nhiều lắm. Đây là cái Pointy Short. Em cũng rất là thích cái móng này. Khi mà để lên thì nó vừa luôn cái size của khách. Một số khách họ chỉ thích size vậy thôi nè. Mấy anh chị thấy không? Họ chỉ thích như vậy thôi. Nó ngắn hơn so với cái này. Đó, khi mình để hai ngón lại thì mấy anh chị sẽ thấy đây là pointy long và đây là pointy short. Và nó ra cái shape. Cái móng này đẹp nhất khi mà mấy anh chị làm thành móng almond. Cái này mình chỉ cần dũa cái đầu nó bầu lên cái là nó sẽ thành almond liền. Rất là đẹp và rất là tiện cho mình. Cho nên sau này thay vì là mình phải ngồi mình dũa thì mình xài những cái móng như thế này, nó sẽ giúp cho mình tiết kiệm được thời gian nhiều lắm luôn. Rồi mấy anh chị nhớ tên nha. Anh chị nào mà tất cả cái này thì có trên website của Nail Job hết, mà anh chị nào không biết mua thì cứ bỏ số điện thoại rồi tụi em sẽ gọi cho mấy anh chị. Kế tiếp đây là cái móng mới nhất của mình. Size số này, cái móng này là cái móng mới nhất của mình, nó cũng sẽ có 10 size luôn.
xem coi coi. Cái này nó gọi là móng Special Tip Seeker Long Coffin, là nó đã thành coffin cho mình sẵn luôn. Và của nó là Seeker, nó sẽ khác với hai thằng kia. Hai thằng này thì mấy anh chị sẽ thấy nó flat, cái móng nó flat, cái đầu của nó mình nhìn vô nó cũng flat. Riêng thằng này nó sẽ là C-curve nha mấy anh chị. Để em gắn lên rồi mọi người sẽ coi. Cái này mà ai mà gắn thích cái kiểu sáp giống như là gắn form á, thì mình xài kiểu này nó sẽ đẹp lắm. Đó, one second glue là xài sướng nhất trên đời. Em để lên em ịnh cái là nó dính lên. Mình bóp cái nó bị bung lên. Nó chưa khô mà mình bóp cái nó bung lên. Đối với mấy cái móng mà cong á, cái độ cong của nó có á. Móng này thì mình sẽ dũa cái cạnh nha. Móng này nó tùy theo cái tay của cô nè. Cái tay của cổ móng nó tương đối là nó hơi flat, cho nên là khi mình gắn lên mình sẽ dũa hai cái cạnh hai bên. Và cái đầu móng nè, mấy anh chị thấy nè, nó ra cái độ curve đúng là C curve không? Khi mà mình đắp á, mình gom hai bên lại thì cái móng này nó ra y chang như là người ta đắp form á mấy anh chị. Nó ra rất là đẹp. Đây là cái móng mới nhất của mình nè, Special Tip Seeker Coffin. Nó nằm sẵn cái shape coffin của mình luôn. Khi mà khách họ nhìn từ đầu vô là họ sẽ thấy cái độ curve của nó rất là rõ, mấy anh chị thấy không? Đó. Đây là ba dạng móng khác nhau, chỉ có hai cái này là khác màu thôi. Ba dạng móng khác nhau mà mình có thể mình lựa chọn nè. Cái này, cái độ dài của thằng này nó gần nhau. Nhưng mà nếu như mà mình đi thằng này á, thì cái đầu của nó được ra cái seeker, còn cái này thì nó không cho mình cái seeker. Đó là hai cái sự khác nhau giữa móng Special Tip Pointy Short và thêm một cái nữa là móng Seeker Coffin. Rồi cái móng kế tiếp của nó là cái độ dài kế tiếp mà Ngân xài nhiều lắm. Cái này là của Hàn Quốc. Thì cái móng này em có thể xài cái khoảng số 10. Trong đây nó cũng sẽ có cho mình 10 size. Và nó cứng hơn nhiều so với mấy móng này nha. Móng này mềm, hai cái móng này nó mềm. Qua móng này nó dày hơn tí xíu. Móng này nó sẽ dày hơn chút xíu. Và tới cái móng này nó sẽ dày hơn ba cái loại móng còn lại. Và trong này nó sẽ có 10 cái size khác nhau. Mỗi móng của nó là 50 và nó dài lắm. Dạo này khách em xài cái loại này nhiều, tại vì nó đủ cái độ dài để cho khách xài. Và giống như em nói, cái độ dày của nó dày hơn và nó ôm vô sát chắc hơn. Cho nên một số khách họ xài họ cũng nói yeah, I feel this one is good. It's nó thay cái móng người ta lại. Rồi em có thể gắn cái ngón này đi. Ok. Rồi. Khi mà gắn vô nè, mấy anh chị thấy cái độ dày của nó nè. Mình mới có một loại mà mình đã discontinue luôn rồi mấy anh chị. Nó có hai loại để cho mọi người lựa chọn. Trước đây á, là nó có một loại nó gọi là extra long, còn cái này là extreme long. Cái loại extra long á, thì cái độ dài này của nó từ móng đi ra ngoài là 3 cm, còn extreme long á, là từ móng đi ra ngoài sẽ là 4 cm. 1, 2, 3, 4 cm. Cho nên loại này đang là loại dài nhất để cho các anh chị nào mà làm móng dài. Đó, anh chị thấy nè, dài nè, nó dài hơn người ta, nó dài hơn nhiều lắm. Đối với cái móng dài này mà nó còn dài hơn một khúc. Và đặc biệt á, là nó là square. Cái shape này là cái shape mà bây giờ người ta đang thịnh hành trên thị trường luôn. Đó là năm nay khách hàng họ thịnh hành cái shape square hơn. Rồi anh chị nào mà thích cái mẫu shape nào thì cứ bỏ tên, bỏ số điện thoại xuống là nhân viên tụi em help cho. Và tụi em cũng sẽ bỏ hết mấy cái link bên trên để cho mấy anh chị vào, mấy anh chị mua cho dễ. Tới đây á, nếu như mình muốn làm coffin thì mình sẽ phải cắt hai bên. Và cắt ra thì cái shape của nó cũng đã rất là đẹp rồi. Mình không có cần phải dũa nhiều lắm đâu. Mình sẽ cắt từ từ thôi. Cái móng này nó cứng hơn bình thường, cho nên tới đây em sẽ bẻ nó ra. Khi mà muốn làm coffin thì mình sẽ phải cắt. Còn nếu như mà mình muốn giữ square thì mình để yên nguyên vậy thôi. Rồi đó, mấy anh chị thấy không? Cái đây là cái độ dài nhất nha. Rồi mấy anh chị thích cái shape nào thì cứ nói. Cái này là Special Seeker Long Coffin. Cái này là Short Special. Cái này là Pointy Long Special Tip nè. Còn cái này
sẽ là extreme long, là dài nhất của mình. Rồi kế cái thằng này, nếu như mà khách họ muốn dài hơn nữa, trời ơi, chiều lòng khách, chiều hết mức luôn mấy anh chị, chiều tới nỗi muốn dài cỡ nào có dài cỡ đó luôn. À, kế đây thì mình sẽ có cái dạng móng này. Móng này là móng extreme pointy long, là nó dài lắm. Và trong mỗi một cái bịch vậy thì nó sẽ có đủ size. Rồi với cái móng này thì cái cách gắn của mình nó sẽ khác hơn một tí xíu. Tại vì mình phải có cái này để cho những cái khách dài thì mình cũng phục vụ được, chứ mình cũng sẽ không có từ chối. Nhưng mà cái này thì một số khách thôi, chứ nó cũng sẽ không có nhiều lắm đâu. Đó, mình gắn lên nó sẽ dài như này. Tưởng tượng nó giống như là hồi xưa trong hoàng cung mà mấy bà giống như Dung Ama. Em biết Dung Ama không? Có coi Hoàng Châu Công Chúa không? Cái bà mà ác thiệt ác đó. Đó, đó, cái móng này là cái móng cho Dung Ama. Nó dài lắm. Nó dài bằng một cái ngón tay của em á mấy anh chị. Ngón tay của Ngân là, cái ngón tay của em là ngón tay nó dài hơn ngón tay của người ta tới một khúc lận. Mà cái ngón này nó dài bằng cái ngón tay của em là mấy anh chị biết rồi nè. Đó, móng này là móng gọi là Dung Ama. Là mình có luôn móng này. Và tất cả các móng thì bây giờ đang in stock. Chỉ riêng thằng này là đang out stock cho tới cuối tuần này mình có. Và mình sẽ có cái số lượng của nó chỉ có 1.000 bịch trong đợt này thôi. Cho nên anh chị nào mà cần cái móng này thì có thể là nhắn tin vô để bỏ số điện thoại xuống cho tụi em, để tụi em gọi, chứ không thôi là sẽ hết. Rồi hoặc là mọi người có thể gọi trực tiếp vô trong công ty cũng được. Và tất cả các móng này hiện giờ thì nó đang có available trên website của mình. Móng này cũng có luôn. Chị Oanh ơi, móng này á, làm nguyên móng và gắn nguyên cái hột sòn lên đây. Mình ngồi mình cứ khều 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 vậy thôi nè. Nhìn ngầu lắm nha. Ok chị, ok. Xong rồi đó các anh chị, đây là các loại móng mà mình đang có để cho mọi người lựa chọn cho đúng. Cái này thì cả là Ngân xài rất là nhiều. Cái kiểu pony long này nè, và giá của nó cũng rất là dễ cho mình xài, đó là 5.95 đồng. Thằng này là thằng mà em sẽ chuẩn bị xài nhiều nè, nó curve, nó rất là đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ làm cô khách kế tiếp với móng này luôn, và have a good day cả nhà.